Khoa học chứng minh ngủ càng nhiều càng dễ đi gặp ông bà. Hội trai xinh gái đẹp ngủ chưa chờ chưa chặt mới dậy, hết cả hồn. Theo đó, một nghiên cứu của Đại học Kew của Anh cho biết, nếu bạn ngủ nhiều hơn 7 hoặc 8 tiếng mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chưa kể, càng ngủ nhiều, thời gian bạn đi gặp ông bà sẽ càng sớm hơn. Thông tin này khiến hội chị em trai xinh gái đẹp hốt hoảng vì thế giới đã 8 tỷ người, tìm kiếm người yêu đã khó, nay độ khó còn tăng lên gấp bội khi tim mạch có vấn đề. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu chúng ta ngủ hơn 8 giờ một ngày, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân sẽ tăng lên, bao gồm bệnh tim mạch vành, đột quỵ và mạch máu não. Cụ thể, ngủ 9 tiếng tăng 14%, 10 tiếng tăng 30%, hơn 11 tiếng tăng 47%, trên 10 tiếng một ngày có nguy cơ đột quỵ và tim mạch tăng hơn 50%. Lý giải cho điều này, khi thời gian ngủ quá nhiều sẽ làm giảm hoạt động thể chất, từ đó làm tăng khả năng béo phì và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bên cạnh đó còn gây ảnh hưởng đến xương, cơ và thần kinh não bộ. Vì vậy, ngủ ít hay nhiều đều hại sức khỏe như nhau. Người trưởng thành cần duy trì ngủ trong từ 7 đến 9 giờ một ngày. Nếu bạn khó ngủ, crush không thèm nhắn tin vẫn chăn trọc, dẫn đến ngủ không đủ giấc, tinh thần uể oải vào sáng ngày hôm sau, thì đây, một chiếc app đến từ Việt Nam sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời trước khi ngủ. Sleep A gồm một kho tàng nhạc và âm thanh khổng lồ cùng nhiều chủ đề podcast đa dạng sẽ khiến bạn dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Đặc biệt, Sleep A còn hiểu bạn hơn cả người yêu, thay vì chỉ phát những bản nhạc có sẵn, ứng dụng này sẽ nắm bắt được tâm trạng của bạn để gợi ý các âm thanh phù hợp. Còn chần chừ gì nữa mà không tải ngay một chiếc app 100% made in Việt Nam, giao diện vừa đẹp lại còn vừa tốt cho sức khỏe tinh thần nữa chứ. Đừng quên follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé.